lốp B3 bãi 40 các bác nhá. Các bác nhớ đeo tai phone vào để trải nghiệm cái chất âm của cảm xúc bãi xịn này. Một chiếc full 40 đánh những không gian khoảng tầm độ hơn 60m2 các bác nhá. Ghép với full đây mới. Test nhạc thực tế các bác này. Thực tế các bác nhá. Súp 40 B3 hàng bãi các bác nhá. Bãi xịn của Đức luôn. Bạn đánh rất là chắc, nó lực các bác nhá. Ghép với full 30 với cái không gian này khoảng tầm độ 65m2. Không gian rất là rộng các bác nhá, đánh vô cùng uy lực. Ok các bác nhá, với một không gian rộng như này thì các bác yên tâm rằng là những con dòng súp bãi 40 hoạt động rất là tốt. Và ok, chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với Huy Tú Âm Thanh. Và ngày hôm nay thì em lại tiếp tục lên đây review và thanh lý những cái dòng sản phẩm súp bãi trên thị trường. Ngày hôm nay bên em về được những cái lô mà hàng còn rất là đẹp các bác nhá, trong đó có súp 30 và 40. Và các bác nào mà mới vào thì hãy đừng quên ủng hộ em xin một nút like và một nút đăng kênh để mỗi lần em ra video thì các bác sẽ nhận được những clip sớm nhất các bác nhá. Và ngày hôm nay thì em có một con bát súp dành tặng cho tất cả các bác, thanh lý giá vô cùng rẻ, giá chỉ có 300k thôi. Đấy. Và các bác nào mà muốn săn những dòng giá thanh lý mà giá vô cùng mềm mà vẫn giữ được cái chất lượng thì các bác hãy đừng quên đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Mỗi lần em ra video thanh lý thì các bác sẽ săn được những clip sớm và những mặt hàng vô cùng giá trị và đảm bảo cho các bác là giá vô cùng mềm mà chất lượng. Với những con súp này thì ở đây em có một cái bát súp 50 của B3 các bác nhá. Con này là bát 50 từ 220 côn 100. Đây là dòng súp bãi này và bên em chưa vệ sinh, chưa mùng má gì luôn. Với con này thì đã có một đặc điểm, đó là con này đã làm lại rồi các bác nhé. Đã làm lại keo chỉ này, nó hơi lem nhem một chút. Và con này đã làm lại côn rồi. Súp và làm lại côn thì là một chuyện rất là bình thường với những cái dòng súp mà chuyên sự kiện. Còn súp gia đình thì làm lại côn cực kỳ ít, em dám khẳng định luôn. Súp 50 thì có thể là những con súp đơn hoặc súp kép làm lại với anh em đi làm sâu là chuyện bình thường, tại vì là bên các bác hoạt động công suất cực kỳ lớn. Nhưng mà riêng với súp bãi 30 với 40 thì tình trạng mà làm lại côn thì cực kỳ hiếm. Đấy. Và con này thì là từ 220 côn 100 và xương sẽ là xương gang các bác nhá. Gân của nó đây, mặt của nó còn rất là đẹp luôn. Đấy, keo làm lại thì nó hơi lem nhem một chút này. Các bác này, để ý những cái dòng mà làm lại rồi ấy, thì cái vòng rốn này thường người ta phải bậy rốn ra người ta làm lại côn, thì con này thì đã làm lại rồi các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này, keo nó hơi bị lem nem một chút. Thợ này dán cũng rất là cao tay, nhưng mà về tính trung thực thì tình trạng như nào em báo giá y xì y nguyên như thế các bác nhá. Và cái lương tâm người bán hàng thì vẫn phải đặt vào trong giá trị của sản phẩm. Đấy, có tình trạng như nào thì em báo giá cho các bác tình trạng là có sao thì nói vậy thôi các bác nhé. Các bác yên tâm về chất lượng cũng như là cái nguồn gốc xuất xứ, luôn luôn đảm bảo cho các bác bỏ đồng tiền ra các bác xứng đáng. Đấy, với những dòng súp 50 mà côn 100 to như này thì các bác có thể chơi sự kiện các bác nhé. Con này thì công suất là 400W RMS. 400W RMS thì program nó đâu khoảng tầm độ 600-700 gì đấy, thì các bác hoạt động ngoài trời cũng là các bác độ lại con nó súp nhà mình rất là ok và bãi xịn cơ nhá. Tiếp theo đó là một cái con súp Passion, và quãng thời gian vừa qua thì em cũng đã giới thiệu lên kênh cũng khá là nhiều rồi. Và những dòng súp như này thì là súp bãi của Mỹ và
tiếng cho ra cực kỳ mềm mại và cho ra một cái chất âm tiếng đánh mềm, không bị ù, nghe lâu nó không bị nhàn tai. Và những cái dòng sản phẩm súp như này thì phù hợp với những không gian nó khoảng tầm 30 mét vuông quay đầu các bác nhá. Chơi súp thì phải nói đến là không gian phòng nó phải rộng bao nhiêu, chơi ghép như nào, ghép loa chính nhà mình nó sẽ có phù hợp hay không. Nếu các bác nào mà chưa có kinh nghiệm ấy, tự chơi thì các bác cứ liên hệ tới súp, bên em sẽ tư vấn làm sao lựa chọn những cái dòng súp phù hợp. Các bác có thể chơi 30 hoặc là chơi 40 phân khúc giá bình dân hoặc là cao cấp, trên một chút thì em cũng có, thì bên em có rất là nhiều dòng cho các bác lựa chọn nha các bác nhá. Với những dòng súp như này thì súp Patson là một thương hiệu đến từ Mỹ, JBL này. Đây là hàng bãi xịn các bác nhá, hàng bãi xịn sản xuất tại Mỹ luôn. Với những dòng như này thì bên em về cực kỳ là đẹp luôn. Con này thì nó hoạt động bình thường, hàng báo cho các bác là nguyên zin các bác nhá. Con này sẽ sở hữu một củ bát 30 có cuộn côn, côn 65 các bác nhá. Viền nó sẽ là viền viền nhôm như cái này. Đấy, bọc như này rất là đẹp. Hình thức nó có viền vàng vàng nhấn cho cái con súp của chúng ta nhìn nó nổi bật, nó rất là đẹp các bác nhá. Đấy, bên trên này nó sẽ có cái lỗ để chúng ta cắm cọc loa full này lên trên này. Đấy, con súp này thì bình thường em vẫn bán là khoảng tầm độ 3,5 triệu, nhưng ngày hôm nay thanh lý cho các bác giá chỉ có 3,3 triệu thôi các bác nhá. Giá thanh lý thì chưa gồm phí vận chuyển đâu các bác, nên các bác mua hàng bên em thì hết sức thông cảm, tại vì giá thanh lý đã cả cắt lỗ rồi. Đấy, 3,3 triệu. Bên này thì sẽ có một con súp JBL thanh lý cho các bác giá chỉ có 1,5 triệu thôi. 1,5 triệu. Tại sao nó lại chỉ có 1,5 triệu? Tại vì có một đặc điểm là cái bảng mạch này khi về bên em thì bên em dọn lại thì nó đã bị hỏng mất cái bảng mạch rồi các bác nhá. Hỏng mất cái bảng mạch luôn. Thì là các bác nào mà có mua bảng mạch rời thì đâu đó cái bảng mạch nếu mà ngon ngon một chút thì khoảng hơn 1 triệu. Đấy, hơn 1 triệu các bác nhá. Mua những cái dòng này còn bình thường, cái bảng mạch bình thường nó khoảng đâu đó khoảng 700-800 gì đấy, cũng rất là nhiều. Con này thì đẹp xuất sắc long lanh luôn, cái thùng đây, riêng cái thùng và củ bát thôi. Đó, chỉ có 1,5 triệu thôi các bác nhá. Và súp Patson 3,3 triệu. Đó. Tiếp theo đó là B3 Beta 3, một thương hiệu rất nổi tiếng của Đức. Với súp và loa full của Đức thì các bác biết rằng là nó rất là trâu bò, rất là lì đòn, tiếng cho ra rất là rắn chắc khỏe. Với con súp 30 này bạn hàng bãi của Đức thì nó là một thương hiệu quá là nổi tiếng rồi. B3 JBL Martin là chuyên xuất hiện trong các bar, các club. Thì những cái dòng như này thì cho ra một chất âm rất là khỏe khoắn, mạnh mẽ và uy lực. Nhắc đến thương hiệu, thường là các bác mua thương hiệu là chính, còn mỗi một dòng model thì nó sẽ có những cái chất âm riêng biệt khác nhau các bác nhá. Với dòng như này thì chiều ngang của nó sẽ là 42 và sâu nó sẽ khoảng tầm độ 45 gì đấy, hơn 40 một chút thôi. Nó rất là vuông vắn các bác nhìn này. Các bác có thể kê những cái không gian phòng mà nó hẹp hẹp một chút. Đấy, không gian nhỏ nhỏ một chút. Đánh con 30 này không gian khoảng 25m² quay đầu. Giá thanh lý cho các bác giá chỉ có 1,850,000. Giá 1,850,000, giá chưa bao gồm phí vận chuyển các bác nhá. Đấy, với những cái dòng súp như này thì vận chuyển thì khá là nặng. Nếu các bác liên hệ bên em thì bên em sẽ hỗ trợ phần nào tiền ship cho các bác. Nếu mà các bác ở gần các bác, ở xa thì hết sức thông cảm giúp em. Đấy, và đằng sau con súp đây, đằng sau con súp B3 của Đức giá 1,800,000 thì nó gồm có những cái gì? Thứ nhất là các bác có thể nhìn thấy lá tản nhiệt rất là to. Lá tản nhiệt rất là to các bác nhá. Giúp làm sao? Giúp cho khi mà con súp của chúng ta hoạt động công suất lớn và nó sẽ tản nhiệt được tốt hơn, nó không bị nóng bảng mạch. Đấy. Con này thì chạy điện các bác nhá. Đây là súp điện hết này, súp điện hết cả con Patson này. Con này là vỉ quay trong nhá, công suất rất là lớn. Đấy, các bác đánh không gian khoảng tầm 30m² quay đầu rất là ok. Đấy, mặt đằng sau không có gì, quan trọng là chất âm thôi. Và quay lại con súp B3 này thì con này có model là B3 BS7172 nam mã, công suất khoảng 400W. Đấy, con này thì đánh không gian khoảng tầm độ 25m² quay đầu. Đó. Và có cổng line in để các bác kết nối đường vào đường ra của súp. Đấy, nó có cả cổng 2 level input kết nối cổng Canon này. Đấy, Canon này là Canon đực các bác nhá. Và volume cắt cốt. Rất nhiều bác thắc mắc là cắt cốt này là cắt cốt cái gì. Chả một con loa súp nó thể hiện giải tần, như con này thì thể hiện giải tần từ 50Hz đến 150Hz, là những cái giải tần mà cái con súp nó ít lời nhất, nó chỉ có những cái giải siêu trầm thôi. Đấy, và loa full hoặc loa chính thì các bác không thể hiện được. Thì những con loa trầm này giúp cho thể hiện những cái giải siêu trầm, giúp cho tiếng bass chúng ta mềm hơn, mượt hơn. Nhất là các bác nào mà dùng hai đôi loa rất là nổi trội như thế thì càng phải cần tiếng súp, tại vì tiếng chép nó rất là bay chung nhiều rồi thì các bác
thiếu là thiếu nhất là giải bát này. Rất là nhiều bác nhà không có súp nhá, nghe tiếng rất là nhạt luôn. Các bác chỉ cần bỏ ra 1 2 triệu thôi, 3 4 triệu thôi chỉ cái bộ dàn này các bác khác hẳn luôn. Súp thì súp 30 thanh lý 1.850.000. Tiếp theo đó là con vừa đầu video em test chất âm rồi, đánh như bom, đánh cực kỳ uy lực và gấu. Và dòng súp này là súp B3 bãi xịn của Đức. Em xin nhắc lại, bãi xịn của Đức. Súp dành cho các bác nào mà không gian lớn lớn một chút, thích chơi bạo lực. Đấy, với những cái dòng súp mà không gian nó lớn lớn một chút, loa súp công suất nhỏ nó không thể hiện được, thì các bác yên tâm chơi những dòng súp 40 này. Thường rất là nhiều bác chơi súp hơi 50, trong gia đình có cả bác chơi súp kép, ui cực kỳ gấu luôn. Nhưng mà nếu mà các bác nào mà chơi nhỏ gọn mà vẫn thích uy lực thì các bác cứ chơi dòng súp 40 này cho em. Và những cái dòng súp 40 này các bác có thể nhìn qua rằng là bên em về cực kỳ đẹp các bác nhá. Nhìn rất là gấu và tạo cho chúng ta một cái thiện cảm, đó là nhìn rất là đẹp và mướt mượt luôn. Tình trạng đẹp xuất sắc long lanh, súp B3 thương hiệu rất nổi tiếng của Đức. Sở hữu với một củ bát 40 súp điện active, chạy điện 220 và nó sẽ có cả lỗ bắt cọc với các bác chơi loa full này. Các bác có thể chơi đánh ngoài trời, các bác làm show kẹo kéo ghép với loa kéo, hoặc chơi gia đình không gian lớn hơn một chút, hoặc nhà các bác những bộ dàn cao cấp thì các bác có thể ghép với những dòng này. Giá thanh lý thì mới giá mới rẻ như này các bác nhá. Bình thường không bao giờ có rẻ này đâu. Vẫn có hai tay sách hai bên này các bác nhìn này. Cái sợi sơn sần nó rất là to luôn. Đấy, sợi sơn sần nó rất là to và rất là đẹp. Và ở đây thì con này thì model là B3 SVK 1500. Và súp này là súp 40. Với những dòng mà súp điện nó sẽ khác súp hơi là nó sẽ có mạch điện thì gọi là súp điện. Súp hơi thì nó như một con loa phun bình thường. Nó sẽ chạy bằng công suất bằng đẩy. Nhưng mà các bác mua một con súp hơi về thì các bác phải tốn tiền mua thêm đẩy. Đấy, thì mỗi một con nó sẽ có một ưu điểm, nhưng mà quan trọng nhất là chất âm và giá tiền các bác bỏ ra nó xứng đáng với cái chất âm các bác nhận lại. Đấy, các bác bỏ 1 triệu thì con súp nó chỉ xứng đáng là 1 triệu thôi. Đấy, nó có thể là hàng thanh lý thì nó chất âm nó khoảng loanh quanh 2 triệu đấy về chất âm. Còn tiền nào của đấy các bác ạ, hợp túi tiền các bác thế hợp lý thì các bác ủng hộ cho em. Đấy, và đây là giá thanh lý các bác nhé. Em có hai con duy nhất các bác nhanh tay các bác nhá. Và đây thì nó sẽ có cổng volume này, cắt cốt này và công suất để active này, súp power này, công suất của nó con này là 600W các bác nhá, 600W. Kích thước của nó sẽ là 60 x 450 x 480, trọng lượng là 35 kg. Và những cái dòng như này thì nó đầy đủ các cổng LR để các bác đánh thành súp hơi này. Đấy, các bác gọi là súp điện lai hơi gì đấy cũng được, nhưng mà quan trọng là nguồn tín hiệu nó vào thôi. Đấy, còn các bác đánh kiểu gì cũng được, nó có mạch công suất ở đây rồi các bác nhá. 600W các bác chơi thoải mái luôn. Với những con này đánh cực kỳ uy lực, đầu video em test luôn cho các bác xem rồi. Đấy. Và quan trọng là đi vào giá này. Giá thanh lý cho các bác hai con duy nhất các bác nhá. Các bác nào nhanh tay giá 3.500.000 đồng. Các bác thấy giá mềm chưa? Giá rất mềm luôn các bác nhá. Giá 3.500.000 đồng. Tiếp theo đó là một con súp 30 hàng gấu của Harmony, một thương hiệu rất nổi tiếng của Anh Quốc. Và con này là thùng vân gỗ này. Các bác muốn là cái không gian chúng ta nhiều màu gỗ thì các bác có thể tham khảo con này. Con này thì em cũng đã lên clip rồi các bác nhá. Con này Harmony B68386. Đấy, có design in England. Và những cái con súp điện như này thì em thanh lý của khách về, hàng hãng các bác nhá, hàng hãng luôn. Đấy, hàng hãng cũ đã qua sử dụng thì các bác phân biệt cho em là hàng bãi với hàng hãng. Hàng hãng thì bao giờ nó cũng chất hơn hàng bãi. Đấy, các bác phải có một đặc điểm là hàng hãng bao giờ mua cũng đắt hơn hàng bãi rất là nhiều. Nên các bác sử dụng được những con hàng hãng mà dùng lướt ấy của khách thanh lý về, săn được bên em hay thanh lý những cái dòng của khách thanh lý được về thì cực kỳ đạt chất và giá vô cùng mềm thôi. Đấy, hai lỗ thông hơi đằng sau này. Và có đều có mạch cắt súp này, cắt cốt này, đảo pha này. Đấy. Và con này thì hoạt động bình thường, nguyên zin các bác nhá. Em quay cho các bác cái màng loa nhìn cực gấu luôn. Đấy. Với những con này thì gân cao su nhìn cái rốn cực kỳ đẹp, nhìn rốn rất là khôn các bác nhá, hàng hãng nhìn nó khác rồi. Đấy. Và con này hoạt động bình thường, côn này vẫn hoạt động bình thường, không khò khẹt gì luôn, không sát côn không gì luôn. Chỉ khâu này, chỉ khâu đỏ hai lớp này. Đấy, vẫn còn tem của hãng đây, em chưa đục rồi nhá, chưa bung cái bát này ra. Đấy, bác biết là độ chất cũng như là độ còn zin của con loa súp này như nào. Và đó là những gì mà em ngày hôm nay em thêm lên đây thanh lý xả hàng cho các bác. Chất âm thì em cũng test trên video rồi. Thì các bác nào mà có nhu cầu thì hãy cứ liên hệ tới số
Zalo hotline của cửa hàng bên em để được đặt hàng và tư vấn các bác nhá. Và ok, xin chào, hẹn gặp lại, hẹn các bác trong những clip tiếp theo.